Với quảng cáo, chúng ta rất khó có được sự ổn định. Nỗ lực thì mới có sự ổn định. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tập trung vào sản xuất nội dung rất là nhiều, test nội dung rất là nhiều. Các bạn có nội dung hay, các bạn có hướng để xây dựng nội dung. Ví dụ tôi nhảy vào một cái lĩnh vực mới là tôi sẽ tập trung vào tôi nghiên cứu insight khách hàng, và trong vòng một tháng tôi sẽ sản xuất điên cuồng luôn nội dung quảng cáo, và tôi test liên tục cho đến khi nào tôi tìm được những mẫu quảng cáo tạo ra hiệu quả tốt nhất. Tôi bắt đầu biết cái hướng sáng tạo nội dung, tôi nhân bản lên, tôi cải thiện, thì lúc đó dần dần các chiến dịch quảng cáo của tôi nó mới đạt được cái sự ổn định. Nếu như các bạn không có nội dung, một cái ma trận nội dung tạo ra hiệu quả, khiến khách hàng tương tác là một, tạo ra chuyển đổi, thì các bạn sẽ không bao giờ có được sự ổn định trong một chiến dịch quảng cáo. Thế thì vừa nãy có một bạn hỏi là chạy một video như nào thì ngon ổn định nhất. Không có cách nào để chạy một video ngon mà ổn định cả. Chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta đổ tiền ra cho nền tảng Facebook, TikTok là để làm gì ạ? Tao chi tiền cho mày, mày phân phối nội dung của tao, có thể là cái video, có thể là bài quảng cáo ảnh, có thể là cái thước phim vân vân ở trên Facebook, tiếp cận được đến nhiều người hơn, chi tiền để tiếp cận. Nhưng nếu cái nội dung của các bạn không hiệu quả, các bạn có tiếp cận được đến rất nhiều người đi chăng nữa, những người đó có thể là những khách hàng tiềm năng các bạn, nhưng mà nội dung không đánh đúng insight của họ, nội dung không hút được họ, nội dung không gãi đúng chỗ ngứa của họ, hoặc không khiến cho họ gây chú ý và đưa ra cho họ những cái thông tin cần thiết để họ đưa ra quyết định mua hàng, thì các bạn cũng không có tương tác và cũng không có chuyển đổi luôn. Cho nên là các bạn có chạy kiểu gì, các bạn có target sở thích này sở thích nọ mà content các bạn nát thì các bạn vẫn không có kết quả. Việc đầu tiên để mà các bạn có được kết quả quảng cáo bất kỳ trên nền tảng nào nhé các bạn nhé, Facebook hay TikTok cũng thế thôi, đó là nội dung của bạn phải hiệu quả. Không có chuyện là các bạn làm một nội dung là nó sẽ hiệu quả được đâu. Các bạn phải hiểu insight khách hàng, liệt kê ra cho tôi tất cả những yếu tố khách hàng quan tâm, tất cả những khía cạnh họ quan tâm để mà họ đưa ra quyết định mua hàng là gì. Có thể là vì chất lượng sản phẩm, có thể là vì giá cả, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu, hoặc có thể là vì công nghệ, hoặc có thể là vì một cái yếu tố tạo ra lợi ích dễ dàng sử dụng, tiết kiệm tiền, tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian công sức, hoặc là giúp cho họ kiếm được thêm nhiều tiền, vân vân. Thì các bạn sẽ phải hiểu tất cả những cái insight đó. Mỗi một cái insight đó các bạn viết ra cho tôi khoảng tầm 3 cho đến 5 cái thông điệp, và từ 3 năm thông điệp đó các bạn lại tiếp tục các bạn triển khai thành 3 đến 5 content hoàn chỉnh. Content này không phải chỉ là content text nha các bạn nhé, mà các bạn sẽ biến nó thành media, video và hình ảnh cho tôi. Đặc biệt bây giờ các nền tảng video bây giờ đang là xu hướng đúng không ạ? Thì các bạn cần phải tập trung vào video. Hình ảnh các bạn cũng có thể làm được, không phải không làm được. Thế nhưng mà để mà đa dạng nội dung được hơn thì chúng ta sử dụng video, chúng ta sẽ làm được nhiều kịch bản hơn. Còn hình ảnh, nếu các bạn bán sản phẩm vật lý thì các bạn chỉ có thể focus vào sản phẩm được thôi. Chụp tập trung focus vào sản phẩm, thay đổi được một chút cái background, một chút cái concept, không thể làm được nhiều. Thế nếu như mà một bộ ảnh như thế chạy không hiệu quả nữa thì sau rất khó có thể là làm hiệu quả hơn. Còn nếu các bạn nào làm chạy dịch vụ ấy, ví dụ như là spa thẩm mỹ, thì là các bạn có thể là làm content ảnh với đa dạng thông điệp và các bạn có thể edit hình ảnh rất là nhiều. Tuy nhiên đối với sản phẩm hữu hình, sản phẩm vật lý không phải mảng dịch vụ ấy, thì rất là khó. Tại vì khách hàng mua hàng là dựa trên cái visual của sản phẩm đó và cái giá cả. Mà cái yếu tố đầu tiên là họ bị hút vào một bài quảng cáo đó là cái phần hình ảnh. Nếu mà các bạn chạy hình ảnh thì chúng ta không thể nào là làm nhiều kịch bản, thì bắt buộc phải nhảy sang video, chúng ta mới đa dạng kịch bản. Thì các bạn cứ nhớ cho tôi cái cách làm là gì ạ? Tất cả insight, tất cả khía cạnh nào để mà khách hàng đưa ra quyết định mua hàng, chúng ta liệt kê ra, và mỗi insight đó các bạn triển khai thành 3 cái thông điệp. Từ 3 thông điệp đấy các bạn viết thành 3 kịch bản, 3 đến 5 kịch bản và hook khác nhau. Rồi các bạn sản xuất rồi một loạt video, một loạt hình ảnh, các bạn test nội dung cho tôi. Trong vòng đúng 1 đến 2 tháng rồi khẳng định các bạn sẽ ra được ít nhất 3 năm content hiệu quả. Sau đó các bạn sẽ chạy ổn định được. Luôn luôn nhớ content đi trước, target theo sau. Trong 1 tháng các bạn phải có ít nhất cho tôi 3 đến 5 mẫu quảng cáo sáng tạo. Thì lúc đó các bạn bắt đầu đi test target, test đối tượng. Còn tự nhiên đi test target luôn trong khi mẫu quảng cáo các bạn không ra gì, cái đấy là cái ngu nhất luôn. Nhớ tôi một điều như vậy. Nói rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ đi test target trước. Chúng ta thắng là thắng ở khâu content. Tại vì riêng ở khâu content là các bạn đã lọc được đối tượng. Riêng khâu content mà hay, mà hút, nó giống như là một mũi tên mà các bạn bắn đâu nó cũng trúng, bắn đâu nó cũng xuyên phá. Chứ còn nếu mà content các bạn không hay, các bạn có target chuẩn đối tượng đến thế nào đi chăng nữa, khách hàng họ không bị hút vào. Kể cả có đúng target đi chăng nữa, khách hàng họ không bị hút vào, họ không tương tác, họ không mua hàng, không ra chuyển đổi. Thế thì target nó cũng là vô nghĩa. Lúc đó các bạn vội vàng các bạn kết luận là do target không hiệu quả là các bạn sai. Và content các bạn thắng được ở khâu media là các bạn đã thắng 80% cuộc chiến rồi. Phần media là phần quan trọng hơn đấy các bạn nhé. Sau đó các bạn target cái thứ nó rất là dễ. Đôi khi không cần target quá nhiều. Nguyên tắc là chưa bao giờ cần target nhiều. Phân khúc cao cấp thì có chăng chúng ta phải làm cầu kỳ hơn một chút, chứ còn phân khúc tầm trung và tầm giá rẻ chưa bao giờ chúng ta phải target quá nhiều. Bởi vì target quá nhiều Facebook nó không đọc được đâu các bạn. Khi các bạn chọn một tệp nào đó, ví dụ là cái tệp quần áo chẳng hạn, sau đó các bạn lại tiếp tục chọn tiếp một cái tệp nữa, ví dụ như là tệp xe hơi chẳng hạn, thì hai cái tệp đấy là hai cái tệp nó rất lớn, có thể là vài triệu, vài chục triệu người. Thì khi các bạn nhét hai cái keyword này vào trong một ô nhắm mục tiêu, các bạn vào cái phần overlap audience, tức là đối tượng chồng chéo, các bạn phân tích vào cái mục đối tượng, các bạn lưu đối tượng lại, rồi các bạn bấm tích vào, rồi hiển thị đối tượng chồng chéo, thường nó trùng lập nhau ít nhất 70 đến tầm 80-90%. Và như vậy thì nó không có ý nghĩa gì cả. Mà các bạn càng thêm nhiều từ khóa vào thì rõ ràng Facebook nó càng rối trong cái khâu phân phối. Target vừa phải thôi. Phải phân biệt rõ ra media với cả text là vì sao. Bởi vì ví dụ các bạn chạy trên Facebook là nó sẽ có
hai phần. Một phần media là phần hình ảnh và video hoặc là thước phim, và phần thứ hai là phần nội dung bài viết quảng cáo bằng chữ. Thế thì nhiều bạn bây giờ các bạn mới bắt đầu tập trung vào gì ạ? Viết content. Thì viết content không bảo là nó không quan trọng nhé. Nhưng cái đấy chúng ta làm sau. Trong cái phần quy trình test content ấy, các bạn tập trung trước cho tôi vào media trước, tức là vào sản xuất video và hình ảnh. Khi nào ngon rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta test tiếp cái phần nội dung bài text, hook, rồi là ưu đãi.